Đây là con âm ly 203, 3 là mã của Hàn Quốc các bác nhá. Hàng xịn. Hàng này là sản xuất tại Hàn. Đó, sản xuất những năm 98, 99, 2000, 2001, 2002. Chỉ những năm đó các bác nhá. Đây là những hàng xịn. Các bác nên lưu ý nha. Tránh mua phải hàng mới nha các bác nhá. Em nói câu là tránh mua phải hàng mới thì là các bác biết là cái độ xịn của nó rồi, đúng không? Đấy, các bác nhìn là các bác sẽ nhận biết ra ngay. Đấy, em lấy led thôi mà. Con này 599. Vâng, với con âm ly này, các bác biết rồi, mấy chục năm mà nó còn đẹp như này, gần như là long lanh cái cỡ rồi. Và đặc biệt là rất là vui và ý nghĩa với cặp loa full. Nhiều bác bảo sản phẩm loa full này các bác sợ phải đánh vào cái lọ cái kia, nhưng mà em nói luôn, cái cặp loa này em bán với ghép với âm ly 203 rất nhiều và nhiều bác ca ngợi nó rất hay. Em đánh trực tiếp, các bác đến nghe, tiếng bát nó rất là mềm và đầy, chưa cần trầm đã hay rồi. Cặp loa full 2012C hàng nguyên thùng xốp, nó đưa ra chất âm cực kỳ là sáng, tiếng tép nó sắc như dao gạo luôn. Đấy, tiếng bát nó rất là mềm. Nói đến BMB thì nó là dòng VIP nhất rồi, em nói luôn, tiếng nó cực kỳ là đầy đặn và không có gì để diễn tả về chất âm hay của nó. Bộ này các bác nghe và hát karaoke trên con âm ly 3 la mã này, tuyệt vời. Em chỉ thích bán 3 la mã và L thôi, nó là những hàng cao cấp. Cặp loa giá 13 triệu 500, nói là tiền đỉnh luôn. Cảm ơn các bạn.